Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với bản tin an toàn giao thông. Xin mời Trâm Anh. Cảm ơn chị Thanh Nga. Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có công văn đề nghị Sở Giao thông Vận tải các tỉnh Hà Tĩnh, Gia Lai và thành phố Hà Nội khẩn trương chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp với các trạm đăng kiểm trên địa bàn để lấy thông tin về các phương tiện đã hết hạn sử dụng. Các địa phương cần tiến hành kiểm tra rà soát đối chiếu với toàn bộ các phương tiện kinh doanh vận tải đang hoạt động trên địa bàn và thực hiện ngay việc thu hồi phù hiệu, biển hiệu đối với những phương tiện đã hết niên hạn sử dụng tại các đơn vị vận tải. Đồng thời, các địa phương trên cũng được yêu cầu chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để ngăn chặn tình trạng phương tiện vận tải đã hết niên hạn sử dụng tham gia giao thông đường bộ. Với mục tiêu trả lại đường thông hè thoáng trên các tuyến đường, hiện nay Diễn Châu đang quyết liệt ra quân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông. Nhờ có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân nên bước đầu đã có những chuyển biến tích cực. Tuy hệ thống biển quảng cáo, nhà ốt được xây dựng mới 2 năm với tổng kinh phí trên 150 triệu đồng, nhưng anh Tô Văn Lan, xóm Ngọc Tân, xã Diễn Ngọc vẫn tự dỡ bỏ, trả lại mặt bằng đường thông hè thoáng. Không chỉ anh Lan mà 30 hộ kinh doanh dọc quốc lộ 1A đoạn qua xã Diễn Ngọc cũng tự nguyện tháo dỡ các công trình lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Cá nhân mà vì lợi ích chung của xã hội, mình phải chấp hành theo của chính sách chủ trương của nhà nước, là bây giờ cũng thiệt hại nhiều nhưng mà mình vẫn phải chấp hành theo chủ trương tự nguyện tháo dỡ, rồi coi như là đề nghị mọi người là cũng tháo dỡ. Thị trấn là đơn vị đầu tiên của Diễn Châu ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông. Cùng với làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đến tận hộ dân, thì thị trấn đã huy động lực lượng 70 người, gồm cán bộ, đoàn thể và công an, quân sự, quyết liệt giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông. Nhờ vậy, ngay từ ngày đầu ra quân, đã có 75 hộ tự giác tháo dỡ mái che, biển quảng cáo, ốt kinh doanh vi phạm. Đồng thời tiến hành dỡ bỏ 100 biển quảng cáo, phát quang 70 cây xanh che khuất tầm nhìn và giải tỏa 31 quán hàng rong lấn chiếm vỉa hè. Chúng tôi là tập trung là thành lập các cái tổ là tuyên truyền, rồi là tổ là giúp việc, rồi là tổ giải tỏa. Tất cả cấp ủy, ban cán sự khối cũng đã vào cuộc. Đối với những trường hợp nào mà không tự giác tháo dỡ thì chúng tôi sẽ là thành lập đoàn và sẽ tổ chức là cưỡng chế theo là quy trình. Hiện nay 39 trên 39 xã thị trấn của huyện Diễn Châu đều tăng cường thời lượng tuyên truyền, vận động ý thức tự giác chấp hành của người dân, đồng thời huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia. Ngoài đơn vị được chọn làm điểm là thị trấn đã ra quân giải tỏa, các xã cũng đã hoàn thành rà soát vạch mốc, giải tỏa, lập biên bản thông báo vi phạm, lập bản cam kết và đến tận hộ dân vận động tự tháo dỡ công trình vi phạm. Nó khác với các lần trước là cái làm lần này là chúng ta làm để làm dứt điểm và làm để cho nhân dân thấy được là đây là trách nhiệm, và đặc biệt là làm trên tinh thần làm gương, tức là làm từ cán bộ, đảng viên làm trước, gia đình gương mẫu làm trước, không để tái phạm. Còn nếu để tái phạm thì chúng ta lại xử lý hành chính khi tái phạm. Đến thời điểm này, Diễn Châu có 650 hộ gia đình tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, giải tỏa 100 quán hàng rong, 650 ô dù, biển quảng cáo, phát quang 300 cây xanh. Đến ngày 20 tháng 5, đồng loạt 39 trên 39 xã thị trấn sẽ ra quân quyết liệt, quyết tâm giải tỏa hành lang, đảm bảo đường thông hè thoáng, góp phần quan trọng cho an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Chương mục an toàn giao thông chiều hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4, Công ty Cổ phần Thương mại Hồng Hà đã đồng hành tài trợ phát sóng chuyên mục này. Chúc quý vị và các bạn luôn an toàn khi tham gia giao thông. Ngay sau đây chúng ta cùng quay trở lại bản tin chiều cùng với chị Thanh Nga. Xin mời chị Thanh Nga. Cảm ơn Trâm Anh. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đến với phần tin tài chính kinh tế trong nước và quốc tế với những nội dung chính sau đây.